Chiều ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Dự lễ phát động có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Thành Dãnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Tỉnh ủy. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng chia sẻ đã tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Phát huy truyền thống quý báu, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng chia sẻ tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cụ thể, mức ủng hộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ, người lao động trong lực lượng vũ trang đóng góp ủng hộ một ngày lương. Các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đóng góp tùy lòng hảo tâm. Thời hạn tiếp nhận ủng hộ từ ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Sau lời kêu gọi, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền hơn 6 tỷ 800 triệu đồng. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhân dân trên tinh thần tự nguyện, tích cực ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp theo khả năng của mình để giúp đồng bào ruột thịt trong lúc hoạn nạn. Sớm đăng nộp số tiền vận động để kịp thời hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.